Miss Tân Hoa Ume con cưng vừa đăng quang Miss Tourism International, lơ đẹp Enfa, bà Teresa tỏ thái độ với Thùy Tiên. Sau khi đăng quang Miss Grand International MCI 2021, Hoa hậu Thùy Tiên trở thành gà cưng của ông Nawaz. Suốt thời gian trong nhiệm kỳ, ông Nawaz liên tục đăng bài về Thùy Tiên và có những tương tác với người đẹp trên mạng xã hội. Tuy nhiên, kể từ khi hết nhiệm kỳ, Thùy Tiên đã trở thành quá khứ và không còn là gà cưng của chủ tịch Miss Grand International MCI. Theo đó, Miss Nawaz gần như không còn nhắc về Thùy Tiên suốt thời gian gần đây. Trên trang cá nhân, Miss Nawaz vẫn chăm chỉ cập nhật những bài đăng mới để quảng bá tổ chức của mình. Phần lớn các hoạt động của ông đều hướng về những tân hoa á hậu MCI. Trong hàng loạt bài đăng của mình, ông Nawaz không còn nhắc đến hay đả động tới Hoa hậu Thùy Tiên. Trong những story trên trang cá nhân, chủ tịch MCI cũng không đăng lại những bài viết liên quan đến Thùy Tiên. Thay vào đó, tân Hoa hậu và Á hậu 1 Enfa trở thành hai cái tên được ông ưu ái lăng xê. Vừa qua, mỹ nhân người Thái Lan Marima Suphatra Kriyankrom đã chính thức đăng quang cuộc thi Miss Tourism International 2022 MTI. Theo đó, cô cũng vừa có chuyến homecoming tại quê nhà Thái Lan và được đông đảo các fan sắc đẹp chào đón. Đặc biệt, chủ tịch Miss Grand International MCI, chủ tịch Nawaz cũng đã đích thân ra tận sân bay để chúc mừng cho chiến thắng vẻ vang của con cưng. Xuất hiện tại sân bay, tân Miss Tourism International diện bộ cánh xanh tôn dáng với đường xẻ quyến rũ. Cô nàng không giấu nổi sự xúc động khi được trở về trong tình yêu thương của các khán giả quê nhà. Theo đó, đến đón Marima ở sân bay có đông đảo các fan, chủ tịch Nawaz, Á hậu 1 Miss Grand Thái Lan 2022, Amanda Jensen và Á hậu 3 Nessa Mahmoudi. Theo đó, Miss Nawaz đặc biệt vui vẻ và phấn khích với thành tích mà con cưng vừa đạt được tại đấu trường quốc tế. Tại đêm chung kết Miss Tourism International 2022, Marima đã có phong độ thi đấu bứt phá và mang đến những màn trình diễn mãn nhãn. Vốn là mỹ nhân sở hữu kinh nghiệm thi nhan sắc dày dặn, cô luôn biết cách để giúp bản thân tỏa sáng qua mỗi phần thi. Chung cuộc, mỹ nhân xứ sở chùa vàng đã xuất sắc mang về chiếc vương miện của đấu trường Miss Tourism International 2022 cho nước nhà. Nhìn hình ảnh Miss Nawaz ra sân bay đón tân Miss Tourism International Marima, các fan lại nhớ đến lúc Á hậu 1 Miss Grand Thái Lan 2022 Amanda Jensen trở về nước sau khi lọt vào top 20 chung cuộc của Miss Intercontinental 2022. Theo đó, chủ tịch Nawaz tuyệt nhiên không có mặt ở sân bay để đón gà nhà. Các fan sắc đẹp cho rằng ông cảm thấy không phục khi Amanda hụt vương miện, trong khi người chiến thắng không ai khác là mỹ nhân đến từ Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Trong suốt hành trình Miss Grand International MCI, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên không chỉ có cơ hội làm việc với chủ tịch MCI Miss Nawaz mà còn có cả giám đốc điều hành bà Teresa. Ngoài công việc, nàng hậu sinh năm 1998 và Mami Teresa còn có sự gắn bó thân thiết về tình cảm. Điều này cũng được thể hiện rõ vào những ngày cuối nhiệm kỳ của Thùy Tiên lẫn sau khi kết thúc. Mới đây, nhiều fan nhận ra rằng bà Teresa đến hiện tại vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho Thùy Tiên. Không chỉ tương tác với các bài đăng của mỹ nhân họ Nguyễn, mà bà còn thường xuyên chia sẻ lại những hành trình của nàng hậu này. Trong khoảnh khắc chứng kiến những bước đi cuối cùng của Thùy Tiên tại chung kết Miss Grand International 2022 ở Indonesia, bà Teresa cũng không kìm được sự xúc động. Theo những hình ảnh của fan chụp được tại sân khấu, giám đốc điều hành Miss Grand International đã đứng dậy và bật khóc sụt sùi trước những chia sẻ xúc động của con gái cưng. Khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Indonesia cùng con gái trước thềm kết thúc nhiệm kỳ, bà Teresa cũng dành nhiều lời khen ngợi. Cô ấy đã làm rất nhiều cho MCI và chúng tôi không khỏi tự hào khi có cô ấy như một nữ hoàng. Tôi thấy nhiều điều hay ở cô ấy từ trước khi thành hoa hậu. Tôi cảm giác đã chọn đúng và cô ấy luôn tỏa sáng như một viên kim cương, vượt sức tưởng tượng của tôi. Tôi rất hạnh phúc cho Tiên. Về phần hoa hậu Thùy Tiên, hiện tại cô đang có chuyến hành trình thiện nguyện của mình tại một vùng thuộc tỉnh Quảng Nam để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Trên trang cá nhân, nàng hậu sinh năm 1998 đã có những chia sẻ về chuyến thiện nguyện này.